Chào mừng các bạn đến với hồ sơ FIFA số 15. Thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi về việc xây dựng đội hình những cầu thủ trẻ có triển vọng mùa giải 2016. Thì hôm nay Lê Khôi muốn giới thiệu đến các bạn một gương mặt sáng giá nhất ở vị trí tiền đạo, một chàng sát thủ tuổi teen quốc tịch Anh đang đá cho Manchester United, và đó là Marcus Rashford season 16. Là sản phẩm của lò đào tạo trẻ câu lạc bộ Manchester United, mặc dù vẫn đang là tuổi teen nhưng vai trò của anh trong đội hình chính của MU đã được khẳng định rõ ràng với những thể hiện ấn tượng ở ngoài đời. Rashford đã có một sự lột xác hoàn toàn từ thẻ season 15 sang thẻ season 16, tăng chỉ số lên đến 9 điểm. Bây giờ hãy cùng xem khả năng của anh chàng này trong game như thế nào nhé. Đầu tiên là kỹ năng dứt điểm. Tiền đạo nào cũng vậy, cứ ghi thật nhiều bàn thắng là chấm điểm cao thôi mà. Với Rashford thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm mỗi khi có bóng đối mặt thủ môn đối phương. Chỉ đơn giản là những cú sút nhẹ nhàng, rất hiểm hóc, lực vừa đủ là chúng ta có thể ăn mừng được rồi. Nếu trong một ngày đẹp trời, phong độ tốt thì Rashford hoàn toàn có thể mang đến cho khán giả những pha làm bàn siêu phẩm từ ngoài vòng cấm. Điểm mạnh đáng chú ý nữa của tiền đạo này chính là khả năng di chuyển với tốc độ cao, chạy chỗ khá khôn khéo, biếm đổi lớn với thể hình cân nặng từ 1m78 nặng 86kg của season 15, nay là 1m87 nặng 72kg season 16 đã phần nào trợ giúp cho anh bớt nặng nề hơn. Khả năng dê dắt của Rashford cũng rất ấn tượng, dù cho sở hữu skill chỉ là 3 sao, nhưng với chỉ số khéo léo là 85 đã khiến anh không bị thô cứng, xử lý bóng khá gọn gàng. Chúng ta dường như đang thấy hình dáng một chiếc xe Ford đời mới đang chạy trên sân, gầm cao, máy thoáng, chạy êm, tốc độ ấn tượng, đúng với cái tên Rashford, mà chiếc xe này lại còn biết phối hợp, bàn chuyền và tạo cơ hội cho những đồng đội khác nữa đấy. Vấn đề gặp phải của chiếc xe hơi đời mới này đúng với câu hiện đại thì hại điện, tốn khá nhiều xăng trong khi bình chứa xăng lại không lớn chút nào. Thể lực của Rashford tụt khá nhanh và khi tụt rồi thì những pha di chuyển trở nên chậm chạp, những tình huống đỡ bước một cũng trở nên cồng kềnh hơn rất nhiều. Điểm yếu tiếp theo tiền đạo trẻ này là không chiến. Dù ăn gian chiều cao lên 1m87 so với ngoài đời là 1m80, nhưng những pha đánh đầu chưa bao giờ được coi là điểm mạnh của anh. Có lẽ nãy giờ chúng ta cũng đã hơi khắt khe quá mức đối với một chàng trai mới 19 tuổi, không thể trông đợi quá nhiều với một người còn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao như vậy. Dù sao anh ấy cũng đang là một trong số những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất lứa tuổi dưới 20. Tuyển Anh nói chung, hay câu lạc bộ Manchester United nói riêng đang trông chờ từng bước phát triển của Rashford, một mầm cây đáng quý cần phải được gìn giữ và chăm sóc thật tốt. Xin được chấm điểm 8 trên 10 cho chiếc siêu xe sản xuất tại thành phố Manchester này. Marcus Rashford, em là mầm non của tuyển.